trước kia là mình có một cái bệnh bác sĩ chê là ung thư á, đây là mổ mổ 6 lần luôn nè, nó mới hết á, mổ 6 ca luôn. Rồi cái chú biết xong cái qua ca thứ 6 lên ca mổ thứ 6 cái bác sĩ đưa về cứu không nổi nữa rồi, nó đã hư hết rồi trong bộ đau lòng rồi. Thì sau lưng Chợ Rẫy cũng có tượng quan lớn, khuya của mình ra nguyện cha trời mẹ đất mẫu quán em Bồ Tát thương con, giúp cái giúp cho con vô ca mẫu nữa, chết là tại cái số, sống là nhờ trời Phật. Rồi con về con phát tâm con tu tại nhà luôn, theo chân Phật suốt cái đời luôn, chừng nào chết thôi, không vợ không con không gì hết, bỏ chuyện đời mà con tu tại nhà. Cái chú biết sao cái đau tự nhiên cái bác sĩ nó lên nó cho mổ thí nghiệm là mổ bỏ xác luôn. Thì trong cái ca mổ qua ca mổ thứ 6 ấy, mình sống sống về cái mình mới nói với ba má thôi bây giờ con để bồi dưỡng cho có sức khỏe con kiếm chùa con quả con giữ cái lời hứa. Cái mình đi lên Bà Rịa rồi Bà Rịa cái hỏi thăm cô bác bà chỉ vô gặp ông thầy, thì ông thầy cũng nói tôi có pháp môn ngồi thiền không ạ, chú có học thì chú học, rồi công việc đó, chú thích gì chú làm mấy đó, ông thầy cũng nói vậy thôi. Cái mình mới quyết tâm mình theo theo được 5 năm, cái ông thầy cũng dạy cứ khóa vậy 100 người khóa 100 người đông quá chịu không nổi. Cái mình mới nói thầy ơi bây giờ con phải thanh tịnh à, thầy cho con trở về quê đi, thầy hỏi chi tự con kiếm cho thanh tịnh. Cái mình về mình đi tham quan, mình lên đây mình thấy cái chỗ này nó im quá trời luôn, nhưng mà đổ bể vậy nè, cứ ban ngày thì khỏe thì kẻ đá lấn đường xe vô. Chứ hồi xưa mình mới tới đó là anh biết anh trên núi đó, đi có chống gậy chứ không phải là chợt núi, mà người ta đi vô đây thắp nhang á, ông già trẻ già gì cũng phải chống gậy á, còn xe thì gọi túc với mấy cây súng đi bộ lên. Cái mình thấy tội nghiệp mà mình nguyện cho Phật bây giờ con bệnh này cho con có sức cứ ngàn làm vài tiếng vài tiếng, cái mua đục mua búa xe ben về chẻ đá ra rồi cái hố đất trên núi đổ xuống thành con đường công công không mà từ quyền ngã ba tôi làm vô tới đây 16 năm rồi đó, cứ sáng ngủ dậy ăn uống bữa nào khỏe cho mình đó ăn uống đi xong xuôi đàng hoàng ra làm 2 tiếng họ thôi nghỉ luôn, ngày mai cũng vậy mốt cũng vậy, mà bữa nào trong người ê cứ nghỉ không làm để dưỡng sức. Mà tôi làm con đường này tôi bị đá đè cái gãy nguyên cánh tay mà dập hết xương luôn, cái cục đá 300 kg bị mình ngồi dưới mình đục á cái chân nó động nó sập xuống quất vô xẹt luôn cái cánh tay. Tôi mà có ai không đâu ai biết đâu, cái tôi xỉu xỉu với vô tình anh em ta đi tham quan á, ta thấy ta chạy gì dưới chợ á báo động mấy người mà quen đây á, rồi cái cô bác ta ủng hộ cho phường hay nữa, rồi phường mới ủng hộ đi Chợ Rẫy rồi xong xuôi đàng hoàng á, về về cái đâu được 2 năm á làm cái ụ đá nó quất cái sụm cái chỗ này nữa nè, nó về nó có tật nè, đi mày nhắc nhắc nó quất cái cọng gân gót á phải đứt đôi luôn vì đá nó bén á ở trên xỉa vô. Bây giờ chú còn làm đúng không? Còn chứ hãy thấy khỏe là cứ làm hoài cho chừng là xe lọt cái đây thôi, đó là mới làm mới tới cái chỗ mà xe đang đậu thôi, cứ làm cái này anh biết sao không? Mình nói anh nghe không phải ai mướn mà không ai biểu, tự mình xin phường mình ở đây mình tu tu tại gia thì cô bác người ta có cái lòng tín ngưỡng tay thắp nhang mình phát tâm mình kẻ đá lấn đường cho xe người ta vô dễ, cô bác người ta đi xe nó không không bị chợt không bị ngã mà mình mừng rồi đó. Vậy mà tự nguyện làm chứ đâu ai biểu, mấy ông phường lên thăm ông cho quà đó mấy ông biểu mà ông ốm yếu ông bệnh tật mà ông làm cái này nó lè quá ngày xẹp luôn á, phường đâu có cho làm, mấy ông biểu làm được con đường thì nó quý lắm nhưng mà sức khỏe mình không có thôi nghỉ đi đừng có làm nữa bỏ đi. Tôi nói bỏ cô bác ta đi thì khó đi, rồi tôi làm cái tên viết thẳng đường. Năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay năm ăn cái Tết 56 tuổi. 56 rồi tuổi sửu
56. Rồi mình ở đây á, nói chung ra mình sống độc thân, mình tu tại gia, nhưng mà cô bác đi cúng gì mình hưởng nấy, cho gì ăn nấy, chứ mình không có được quyền đòi hỏi. Còn những cái lúc trời mưa gió nhiều á thì mình trồng đó, trồng lặt vặt vậy đó, ăn thiên. Bác sĩ ta phỏng vấn mình mà ta nói cái bệnh ung thư á 10 người chết hết 9 luôn, mà mình còn sống được là phước của trời. Cái bao tử của mình bây giờ ăn một lon gạo phải ăn 6 lần nó mới hết. Một cử ăn đó, hãy sốt ruột á, vô ăn chừng vài muỗng thôi, ngưng. Chứ ăn một nguyên chén vô là nằm thở. Bỏ là nó cắt hết, bỏ cắt hết. Bây giờ bao tử rồi một xíu. Là cũng tôi bao tử. Hồi đó cũng tôi bao tử. Hồi đó đúng là mình không bị ung thư đâu. Mình đau tử cái dân người ta bài thuốc nam nó hay hơn thuốc tây, cứ đi theo thuốc nam theo liếc nó làm thư luôn.